Và sau đây là cuộc chuyện trò giữa anh Đỗ Hồng với anh Võ Thành Nhân để tìm hiểu về chuyến công tác vừa qua của SBTN Đại Sydney bên Úc. Trước hết xin kính chào anh Võ Thành Nhân. Được biết anh đã vừa đi Sydney, Australia trở về. Xin anh cho biết là tình hình của cộng đồng chúng ta sinh hoạt ở bên đó như thế nào? À, trước hết xin được kính chào anh Đỗ Hồng và xin được kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Bản tin Thủ đô hoàn Thành Đỗ ngày hôm nay. À, chúng tôi được một cái chuyến đi công tác à, rất là thú vị là chuyến đi công tác đó, à, SBTN của Headquarter à, phối hợp cùng với lại chúng tôi đến để mà à, bên ở California thì lo cái nhiệm vụ là sẽ làm như thế nào đó để mà chúng ta giới thiệu cho đồng hương chúng ta biết rằng có một cái đài truyền hình SBTN trong cái hệ thống TVBA, có nghĩa là TVBA giống như là một cái hệ thống giống như là Direct TV. Họ sẽ chuyên chở ba cái cái đài truyền hình thứ nhất là SBTN, thứ hai là VHN và thứ ba là chương trình phim bộ của TVB họ có từ lâu lắm rồi và ba cái chương trình như vậy sẽ được chiếu ở tại Sydney tại Melbourne và khắp toàn thể nước Úc. À, riêng cái phần vụ của anh em chúng tôi thì đến đó để mà tìm hiểu xem vấn đề nhân sự giống như là những cái phương tiện mà bên ở Sydney có sẵn để mà làm thế nào chúng ta hình thành được một cái đài truyền hình SBTN Australia thì chúng tôi được liên lạc trực tiếp với lại anh Hiếu sau khi mà được nhạc sĩ Trúc Hồ giới thiệu và sau đó thì chúng tôi làm việc được với lại tất cả những anh chị ở tại Sydney và qua đó thì ngay cái ngày đầu tiên mà chúng tôi đến tại Sydney đó thì anh Việt Dũng, chị Diệu Quyên, chị Tố Uyên và chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với lại cộng đồng người Việt ở tại Sydney và cộng đồng người Việt ở tại Australia thì đây là cái điều mà rất là hân hạnh cho anh em chúng tôi có nghĩa là chúng ta được khi mà chúng ta đến nơi nào đó mà có được cái cái cơ quan mà đầu tiên mà tiếp xúc với chúng ta những người đó là những người của cộng đồng thì điều đó là cái điều vinh hạnh và danh dự rất là lớn cho anh em chúng tôi và anh em chúng tôi được dịp tiếp xúc và tìm hiểu được từ cơ sở vật chất cho tới những cái phương tiện mà người Việt ở đó cung cấp cho cái người Việt của chúng ta tị nạn ở tại Sydney cũng giống như là ở tại toàn thể nước úc và chúng tôi đến đó cũng được hiểu được rằng là hệ thống cộng đồng À, cũng thưa với anh Đỗ Hồng là hệ thống cộng đồng ở đó là họ có hệ thống liên bang và hệ thống tiểu bang và cộng đồng của người Việt Sydney là dưới cộng đồng liên bang và hiện nay chúng tôi được biết rằng là anh Võ Trí Dũng là chủ tịch một luật sư là chủ tịch của cộng đồng người Việt liên bang ở tại Úc thì anh ta rất là trẻ anh ta khoảng chừng 37 tuổi và ông Nguyễn Văn Thanh là một người đại diện cho cộng đồng người Việt ở tại Sydney là cái người mà đặt trách về vấn đề chấp hành cũng giống như là người đang chịu trách nhiệm trực tiếp mọi công việc của cộng đồng người Việt ở tại Sydney. thì chúng ta nhìn lại thì khi mà chúng tôi được đón tiếp như vậy thì chúng ta thấy được có một cái cơ sở mà đón tiếp chúng tôi là cơ sở đó là một trung tâm văn hóa và sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở tại Sydney và cơ sở này có thể nói đây là giấc mơ của người Việt ở ở Hoa Kỳ. nếu mà mỗi cộng đồng của chúng ta đều có được một cái cơ sở như vậy là tuyệt vời có thể nói rằng là nơi đây là có một cái hội trường chứa trên 350 người và phía sau thì có một cái phòng có thể dùng để mà tổ chức những cái seminar hay những cái workshop và ở phía trước là có phòng trưng bày những cái tranh ảnh và có một cái phòng họp rất là rộng cho khoảng chừng 5 tới 60 người có thể họp được ở nơi đó. Và chúng tôi ghi nhận rằng ở Sydney thì có nhiều cái chuyện mình hấp dẫn lắm, đặc biệt nhất là chúng tôi ghi nhận là cái tính đoàn kết và tinh thần đấu tranh của người cộng đồng người Việt ở Sydney rất là mạnh. Và chúng thấy chúng tôi còn thấy được rằng năm vị chủ tịch cộng đồng của Sydney đã ở trong cái buổi họp mặt khi mà tiếp xúc với lại phái đoàn của SBTN đến từ Hoa Kỳ. Đây là một cái niềm hãnh diện của chúng tôi khi mà chúng tôi thấy được tất cả những người trong ban giáo hành đều có mặt ngày hôm đó và lẫn lộn trong đó có những người rất là trẻ và tối hôm đó thì chúng tôi có được một cái buổi tiếp tân rất là trang trọng tới lại cộng đồng người Việt ở đây và sau đó thì chúng tôi được dịp tiếp xúc với rất là nhiều người Việt ở trong cái khuôn viên của cái khu chợ mà sinh hoạt rất là nổi tiếng ở tại Sydney và sau đó thì chúng tôi được dịp tiếp xúc với lại ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Văn Thanh để mà có một cuộc phỏng vấn nhằm tìm hiểu về tổ chức cộng đồng cũng giống như là luật sư Nguyễn Văn Thanh để mà tìm hiểu về cái tổ chức cộng đồng trong những năm vừa qua và những điều nổi bật của cộng đồng người Việt ở tại Sydney thì điều đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận và cũng là điều mà chúng tôi rất là thấy sung sướng Đây là một cộng đồng có một cái tổ chức rất là chặt chẽ Và cũng nói thật với anh Đỗ Hồng là tinh thần chống cộng của họ rất là tuyệt đối Do đó nên chúng ta có một cái niềm tin rất là vững chắc vào cộng đồng người Việt ở tại Sydney Khi mà chúng ta có được một cộng đồng người Việt tị nạn ở tại hải ngoại Và dạ tiếp theo thì chúng ta được biết là sẽ có một đài truyền hình sắp sửa được mở ra ở bên Sydney Thì theo anh thì nếu mà có đài truyền hình như vậy Thì cái cái ảnh hưởng của truyền thông đối với công cuộc đấu tranh chung của người Việt chúng ta tại Sydney như thế nào cũng như đối với công cuộc đấu tranh chung của cộng đồng người Việt hải ngoại. Mà anh Đỗ Hồng nói đến cái cái vấn đề mà chúng ta gọi là khi mà SBTN đến với lại Australia tức là đến với lại Úc đại lợi đó thì cái sức mạnh của chúng ta về truyền thông như thế nào chúng tôi nghĩ rằng nếu mà cộng đồng của người Việt ở úc châu đã đẩy mạnh được cái đài vtv4 của cộng sản ra khỏi cái đất nước của những người tị nạn mình đang sinh sống ở tại úc thì đó là một trong những cái chiến thắng rất là lớn và chúng tôi nghĩ rằng nếu mà có được những cái phương tiện truyền thông khác để thay thế vào những cái những cái hệ thống truyền thông của cộng sản mà tìm cách thâm nhập vào cộng đồng người việt ở hải ngoại thì chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai um, sbtn ở tại australia cũng giống như là sbtn ở tại hoa kỳ đến với lại australia sẽ giữ một cái vai trò rất là then chốt và chúng ta có thể tìm thấy được những hình ảnh đấu tranh trực tiếp của cộng đồng người việt của chúng ta ở ngay trong nước úc khi mà có những cái phản đối hay là có những cái chương trình biểu tình chống lại cộng sản tìm cách thâm nhập văn hóa hay là thâm nhập hay là văn hóa vận hay là tìm cách đưa người vào những cái nơi mà chúng ta có người việt tị nạn đang sinh sống thì chúng tôi nghĩ rằng một cái phương tiện truyền thông giống như của sbtn mà có được ở tại úc có được ở tại hoa kỳ và có được ở âu châu thì đối với chúng tôi là một cái điều rất là vui và nó là tuyệt vời đó dạ thưa anh đỗ hồng và cũng nhân dịp này thì anh em chúng tôi cũng được dịp để mà tổ chức một cái khóa huấn luyện nho nhỏ về vấn đề I reporter để giúp cho các anh chị ở bên Sydney có thể có được những bản tin ngắn để mà gửi về cho chúng tôi à, xin cảm ơn võ thành nhân đã đặc biệt dành cho cái cuộc phỏng vấn này cho khán thính giả của SBTNDC chương trình phát hình của chúng tôi đến đây kết thúc thì nghe thân mến chúc quý vị và các bạn có ngày chủ nhật ăn vui và tuần lễ mới thành công nhiều may mắn hẹn tái ngộ cùng quý khán thính giả trong kỳ phát hình tới